nội dung tiếp sức 4x400m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Huyền đã bế con gái cùng các đồng đội chạy ăn mừng ở đường chạy của sân Mỹ Đình. Hình ảnh này đã khiến nhiều cổ động viên và khán giả xúc động. Khi mà phần SEA Games thì em tận định là em không về nữa, phải em tập trung vào chăm con. Thi đấu và cũng hơn một tháng nay hôm nay em mới được gặp con em ạ, thì đó là một niềm hạnh phúc. Hôm nay thì em mới bảo chồng em là mang con lên cho em gặp, tại vì em nhớ quá rồi. Trước đó, sau SEA Games 2017, Nguyễn Thị Huyền quyết định nghỉ thi đấu để kết hôn rồi sinh con. Nhưng rồi niềm đam mê đã thúc đẩy cô trở lại. Đó chính là đam mê. Không có cái gì làm được khi mà mình không còn đam mê. Và bên cạnh song song đam mê đó là phải sự quyết tâm tập luyện một cách nghiêm túc. Khi mà 2018 em còn nhớ rằng là khi mà em sinh cún, lúc đấy là các bạn đang thi ASEAN tại Indonesia. Và em khi mà em xem em một cái gì đó gọi là trỗi dậy trong lòng, mọi người gọi là bệnh nghề nghiệp, chơi là như thế, là bệnh nghề nghiệp. Và em đã bảo rằng hay là mình tập lại. Xong khi đấy em nghĩ rằng liệu tập lại thì mình có làm lại được không. Nhưng mà có một cái gì đấy trong em thúc đẩy nói rằng em là hãy tập lại đi. Sau khi quyết định sẽ quay trở lại, Huyền cũng được quê hương Nam Định tạo điều kiện để cô có thể quay trở lại luyện tập và không áp lực về mặt thành tích. Mặc dù vậy, cô vẫn tự đặt mục tiêu để nỗ lực cố gắng. Lúc em tưởng là mình không thể vượt qua nổi, nó mệt như em tưởng tượng rằng là cả thế giới đang đèo mình, nó mệt không thể nào diễn tả nổi. Mà một vài lần em định bỏ cuộc, nhưng em nghĩ rằng là mình đã lựa chọn, đối bản thân em rằng là đã lựa chọn thì phải có nỗ lực, và mình đã chịu hy sinh rằng là cay sữa sớm 5 tháng, 3 tháng em tập, và em không thể nào song song vừa tập luyện mà lại vừa kiểu cho con, có sữa cho con, thì em không thể nào em duy trì được. Thế em đã quyết định là 5 tháng em đã cay sữa, và em luôn nỗ lực. Mỗi một lần em muốn bỏ cuộc ấy, thì em luôn nghĩ rằng là mình đã bắt đầu như thế nào, và con mình đã thiệt thòi như nào. Bên cạnh sự nỗ lực, cô còn nhận được sự hỗ trợ từ người thân, đặc biệt là từ người chồng luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của cô. Khi mà em đầu tập lại thì chồng em vừa đi làm vừa trông con, xong rồi cả mẹ chồng em cũng đến phụ giúp em. Có những thời điểm em đi tập thì gần như là bà trông hoàn toàn. Xong rồi sau này khi mà mình có thành tích như thế rồi, em đã cố gắng tập luyện thì 100% là chồng em, thứ hai bố con. Ngay được rồi cũng thế thôi. Sáng thì lúc mà đang tâm dịch ấy, thì con em không thể nào đi học được, thì cứ ban ngày thì hai bố con, chồng em đi ấm viện đưa con đi cùng. Trong rồi tối về thì hai bố con lại chăm sóc nhau, như là chồng em đặt cơm nước rồi giặt giũ tắm rửa cho con. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi mà thứ nhất là gia đình chồng rất là động viên, và chồng em rất là người hiểu cho em, để cho em ủng hộ em để em được như thế này. Từ khi cô quay trở lại luyện tập phải thường xuyên xa nhà, hai người chỉ có thể gọi điện thăm hỏi, động viên nhau qua điện thoại. Mặc dù vậy, giọng cô vẫn là chỗ dựa vững chắc để cô có thể yên tâm luyện tập. Thực sự thì mình cũng là một con người thể thao, thì mình cũng hiểu để muốn đạt được thành tích tốt và thành tích đỉnh cao thì phải tập trung 100% vào tập luyện. Thế nên là mình cũng hiểu là để quay lại tập luyện sau khi sinh con thì rất là vất vả. Thì mình cũng, hai vợ chồng cũng thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau thôi. Tại vì chính bản thân mình cũng hiểu là quay lại vất vả. Thì mình cũng khuyên Huyền là thôi cố gắng tập luyện, còn mọi thứ để anh lo. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền cũng đoạt huy chương vàng nội dung 400m, nhưng thua nội dung 400m vượt rào về tay đồng đội Quách Thị Lan. Sau 3 kỳ SEA Games trước đó đều đạt huy chương vàng. Dù vậy, cú đúc huy chương vàng ở SEA Games 31 cũng đủ để Nguyễn Thị Huyền ăn mừng với niềm vui rất lớn, đặc biệt là được thi đấu và đạt thành tích ngay sân nhà. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ 10 của Huyền qua 4 lần dự SEA Games, giúp cô củng cố vị trí một trong những vận động viên điền kinh thành công nhất lịch sử Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.